trong năm việc này không hề có việc học đi, không hề có việc gào thét và chê bai. Mình phải là nơi an toàn, đừng có bắt con kiểm soát cảm xúc, tôn trọng cảm xúc của con và giúp con tuôn chảy cảm xúc, giải phóng cảm xúc các anh chị, thì con các anh chị mới chăm chỉ học hành được. Còn nếu nó chán, nó chả buồn học đâu. Nếu nó cô đơn, nó cũng chẳng buồn học đâu các anh chị. Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con cái mình học hành chăm chỉ, và hầu hết các cha mẹ là luôn luôn lấy cái tiêu chí đấy hàng đầu. Thậm chí có những cha mẹ rất là bị mắc kẹt trong cái việc là thôi cứ học đi, con chỉ cần học giỏi thôi, việc nhà cứ để mẹ lo, rồi làm cái này cái kia cứ để mẹ lo. Và rồi lớn đùng ra lớp 8, lớp 9, lớp 10 và cả nhà chỉ có tập trung vào cái việc học 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 thôi. Nào là gọi dậy đi học, nào là ăn đi để đi học, nào là thôi để quần áo đấy để rồi đi học, nào là... Tức là chỉ xoáy quanh một cái mục đích học tập thôi. Xoáy quanh một cái mục đích là học hành chăm chỉ, học hành chăm chỉ, học hành chăm chỉ. Nhưng đôi khi khi chúng ta tập trung quá nhiều vào cái thứ đó thì không hẳn là tốt. Cay chìa. Nếu như bạn có 5 ngày để làm một việc gì đó, chưa chắc bạn đã làm tốt bằng bạn chỉ có 1 ngày để giải quyết xong cái việc đó. Nếu như mà bạn có 5 ngày để bạn hoàn thành một cái việc gì đó thì nó chưa chắc đã tốt bằng bạn có 1 ngày để làm cái việc đó. Tại sao chúng ta ngày xưa nào là chăn trâu cắt cỏ, nào là đi học về vẫn phải ra đồng để giúp mẹ làm lúa, làm nương, rồi rất là nhiều những cái việc khác mà chúng ta vẫn học giỏi? Bởi vì quan trọng nhất là cái độ tập trung khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó và nó tạo ra kết quả, chứ không phải là bạn 5 ngày hay là bạn 3 tiếng hay là bạn 5 tiếng. Các anh chị chúng ta comment cái điều đấy đi ạ. Cái quan trọng nhất là cái cấp độ tập trung của chúng ta để ra được cái kết quả cái công việc đó. Chứ còn nếu như ấy, mà bạn mà cứ có thời gian, có thể là bạn 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày vân vân, bạn vẫn không ra được cái kết quả như mong muốn đâu. Mỗi hôm bạn làm tí, mỗi hôm bạn làm tí. Và vì vậy chúng ta phải đầu tiên là phải hiểu đúng về cái tư duy về cái việc học đã các anh chị. Và việc học nó không phải chỉ là học ở trường, không phải chỉ là học toán, toán văn, sử, địa, tiếng Việt, tiếng Anh, không phải. Học ở trường, học các môn chỉ 10% thôi các anh chị. Còn học ở ngoài cuộc đời 90%. Học ở ngoài cuộc đời 90%. Đấy là cái tư duy đúng. Học qua đâu? Học qua lời nói. Lời nói của ai? Của cha, của mẹ, của bạn, của bè, của thầy, của cô. Học qua việc mô phỏng. Lời nói của ai? Của những người mà con ngưỡng mộ, của những người đi trước, của những người thành công. Học suy nghĩ. Suy nghĩ cũng phải học chứ. Đâu phải tự nhiên có suy nghĩ đâu. Đâu phải tự nhiên có suy nghĩ đúng đắn đâu các anh chị. Mình phải học cả suy nghĩ thế này, suy nghĩ đúng đắn này. Ôi khó lắm, con chả làm được đâu. Sai rồi. Suy nghĩ đấy là suy nghĩ niềm tin giới hạn rồi. Khó lắm, con không làm được đâu. Chán lắm, con mỏi lắm, con không làm được. Suy nghĩ đấy là đưa bạn xuống hố của cuộc đời rồi. Nên phải học cách suy nghĩ nữa. Suy nghĩ tích cực. Học cách cảm nhận nữa. Cảm nhận. Học về lời nói, học cả về hành động nữa. Còn những cái kiến thức ở trường chỉ là 10% thôi, học 10% thôi. Còn trong cuộc đời này này, cái đấy mới giúp cho con học được nhiều. Trường đời là một trường học dạy trưởng thành mà. Học về con người, học về sự giúp đỡ, học về sự cảm thông của con người. Có rất là nhiều trí tuệ ngoài cuộc đời này để mà mình học. Thế mà có nhiều cha mẹ cứ mắc kẹt trong cái việc là thế con làm toán chưa? Hôm nay con làm tiếng Việt chưa? Học chưa con? Đến cả lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi mà vẫn để cha mẹ dục là thế học xong bài chưa? Học chưa? Hôm nay học chưa? Làm bài tập hết chưa? Làm sao trưởng thành trong cuộc đời này được? Các anh chị, không thể. Nên đồng ý với các cha mẹ là giúp con học hành chăm chỉ. Nhưng phải hiểu rằng học ở trường ấy 10%, 90% sẽ học ngoài cuộc đời.
cho con đi trải nghiệm cũng là học đấy các anh chị ạ. Ví dụ như hôm qua cô Lanh cho mấy bạn nhỏ đi trải nghiệm đào giun ở vườn cây. Thế thì nó chả có giun, nó chưa thấy giun lên thì thấy mấy cái cây, nó hỏi là đây là nấm này, nấm này, nhà mình cũng hay ăn nấm này. Ô thế nấm này có ăn được không nhở cô Lanh nhở? Nhờ không, đây là nấm này là nấm độc, không ăn được. Ô thế nấm độc là nấm như nào? Nấm độc ăn thì làm sao hả hả bác Lanh? Nếu mình bảo là nấm độc mà ăn ý, thì mình sẽ bị ngộ độc, mình có thể bị đau bụng, mình có thể bị mẩn ngứa, mình có thể là tử vong luôn ý. À thế thì các con biết là à cũng là nấm, nhưng mà cái nấm mà mẹ mình mua ý, thì là nấm ăn được. Còn cái nấm ở vườn cây mà đen xì như này này thì có thể nó sẽ là nấm độc. Thì những cái kiến thức đấy, rất rất nhiều kiến thức ở ngoài đời mà các con cần phải biết, nhưng mà chúng ta lại không tập trung vào điều đó. Chúng ta lại cứ tập trung vào sách vở, tập trung vào học ở trường các anh chị ạ. Thì đấy là điều đầu tiên mà chúng ta phải có cái tư duy đúng đắn chưa đấy. Và bây giờ thì mình sẽ có 5 cái câu nói để giúp con học hành chăm chỉ. Đương nhiên là bạn phải giúp con học ở trường đời rất nhiều các anh chị. Hầu hết các con đến trường nhưng không giải quyết được câu hỏi tại sao con phải đến trường. Các anh chị comment cái điều đó đi các anh chị. Các con không biết tại sao mình phải đến trường luôn ý. Tại sao con phải đến trường? Tại sao con phải học toán? Và bố mẹ nó là học hỏi gì hỏi lắm thế, thì học đi. Ngày xưa bố cũng hỏi cô, và cô cũng bảo thôi thì học đi, thế thôi. Còn không ai giải thích là tại sao phải đến trường cả. Nhưng đứa trẻ rất tò mò. Và nếu như các anh chị giải quyết được cho con câu hỏi là tại sao mà con cần đến trường, thì đấy cũng là một cái động lực để mà con chăm chỉ học tập các anh chị ạ. Mong muốn của con sau này trở thành ai? Con muốn trở thành bác sĩ. Bác sĩ là làm những công việc gì? Vậy nếu mình không học thì mình có làm được không? Không. Vậy thì con học để trở thành bác sĩ. Đấy là câu trả lời cho tại sao con phải đến trường. Con muốn trở thành ai? Con muốn trở thành một người giàu có để sau này đưa mẹ đi khắp thế giới. À thế thì nếu mà muốn giàu có mà đưa mẹ đi khắp thế giới thì con thấy là những người như thế nào sẽ là những người giàu có? À những người chắc chắn là họ phải chăm chỉ học đã. Chăm chỉ học thì chưa chắc đã giàu, nhưng mà giàu thì chắc chắn phải chăm chỉ học đã. Chắc chắn là chăm chỉ học. Mà đương nhiên chăm chỉ học ấy, vừa học ở trường mà vừa học trường đời nữa đấy nhá các anh chị nhé. Học trường đời nữa đấy mới thành công vang dội được. Thế thì phải chăm chỉ học. Và khi đó thì con học để làm gì? Để trở thành một doanh nhân giàu có, và để tạo ra một cái nhà máy, tạo ra những công ty, và rồi mình giàu có hơn, và rồi mình đưa cha mẹ đi khắp thế giới. Thế mục đích của các con là như vậy. Thì mình cũng giúp con giải quyết được câu hỏi là tại sao con cần phải đến trường. Tại sao con cần phải đến trường? Hầu hết những đứa trẻ không nhận được câu trả lời này. Con không biết tại sao con cần phải đến trường. Giấc mơ. Các anh chị hãy gieo vào những đứa trẻ những giấc mơ, và chúng sẽ biết cách để đi thực hiện những cái giấc mơ đó. Tại sao con cần phải đến trường? Cái điều thứ hai, nhiều cha mẹ nói là con em không có động lực học cô ạ. Con em chả có động lực học gì cả. Lúc nào cũng phải thúc giục. Tại sao mình không có động lực làm cái điều gì đó? Mình không biết là làm để làm gì. Cái gì? Chả biết làm để làm gì thì làm gì? Đúng không? Chẳng biết làm để làm gì thì có muốn làm không? Không, mình cũng thế thôi. Mình cũng thế. Mình cũng không biết làm để làm gì thì mình cũng không muốn làm, mà mình làm cũng với một cái thái độ rất là hời hợt luôn. Tại vì mình làm không biết mình làm để làm gì mà. Không biết làm để làm gì. Bởi vì để mà có một cái thành quả nào đó thì chúng ta phải làm từ những cái bước nhỏ nhất. Để chinh phục được Phan Xi Păng, các anh chị phải luyện tập trước đó 3 tháng. Luyện tập cả tâm trí cả cơ thể trước đó 3 tháng. Ngày nào cũng chạy 5km, 10km. Ban đầu thì là 2 cây thôi, sau 3 cây, sau 5 cây, sau 10 cây, trong vòng 3 tháng. Thế nếu như mà mình không có lý do đủ lớn là mình sẽ đi leo Phan Xi Păng vào tháng 9 này, tập cũng được, không cũng được. Tại vì mình có biết mình làm để làm gì đâu, có biết tập thể dục để làm gì đâu. Tập thể dục để khỏe,
nhưng mà nó chưa đủ để chạm đến cái vùng chăm chỉ của bạn đâu. Chưa đủ ấy để chạm đến cái vùng chăm chỉ của bạn, và bạn không có lý do đủ lớn để bạn làm cái việc đó. Có một bạn tên là Dũng, khi mà bạn đỗ đại học thương mại được 21 hay 22 điểm gì đấy, bạn bảo là cả làng em sốc quá. Cả làng sốc, tại vì cả làng nghĩ là thằng này học dốt từ bé và không bao giờ đỗ được đại học nào cả. Em học dốt từ bé cho đến khi gặp cô. Học cô em vẫn học dốt, nhưng em bắt đầu có niềm tin là em sẽ làm được. Em bắt đầu có niềm tin là em sẽ làm được. Và rồi bạn ấy thi, bạn ấy đỗ đại học thương mại đây. Các anh chị được hai mấy điểm đấy, 21 điểm gì đấy. Và đấy là một cú sốc với cả làng bạn ấy. Bởi vì cái thằng này dốt như thế, dốt từ bé. Từ bé dốt mà, cả làng biết mà, mà sao lại đỗ được đại học. Một đại học thì không, không, không phải nhà nó xin xỏ rồi, không phải nhà nó chạy trọt rồi, không biết vì sao đỗ đại học luôn. Các anh chị, có giấc mơ đủ lớn và rõ ràng, ngay từ lớp 10 set up luôn giấc mơ. Còn một thi trường nào thương mại thì thi thôi, thì chọn thôi. Nhưng mà bây giờ con còn trả, con còn học dốt, chẳng có ai dốt cả, con còn bị mất gốc. Ui, mày làm gì có gốc mà mất. Mất nghĩa là gì? Là có rồi mất đó, đúng không? Thì đã học chưa? Đã bao giờ học chưa? Để có gốc chưa mà mất? Chưa, con chưa bao giờ dành nhiều thời gian. Thế thì gọi là chưa học nhá, chứ không phải mất gốc nhá. Nói như thế là oan lắm nhá. Mất gốc nghĩa là con có rồi và con bị quên, con bị mất. Thì đấy gọi là mất gốc. Đã dành thời gian học đâu mà bảo là mất gốc. Chưa bao giờ học. Thì bây giờ muốn có nó thì học thôi. Muốn có nó thì dành thời gian cho nó thôi, có gì đâu. Thế và rồi bắt đầu, và rồi có kết quả, các anh chị. Đấy. Một bạn tiếp theo nữa, tên là Hùng. Tên là Hùng, các anh chị ạ. Khi cô Lanh hỏi giấc mơ của con là gì, mục tiêu của con là gì, lần thứ nhất, hắn không trả lời. Lần thứ hai, hắn không trả lời. Hỏi đến lần thứ ba, thì hắn nói là đọc bách khoa. Ở bách khoa. Và sau này viết cho cô Lanh một bức thư. Và bạn nói như này: cô ạ, cái lúc mà cô cốt giấc mơ cho con ấy, con luôn luôn nghĩ con là công nhân. Lúc nào trong tâm thức con cũng nghĩ con là công nhân. Con là công nhân. Và rồi suốt ngày mẹ con bảo là mày lười học, sau này cho mày đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Mình nói như thế không nghĩa là mình chê bai nghề công nhân, các anh chị. Mình rất tôn trọng, mình rất yêu thương, nhưng không mong muốn trở thành họ, các anh chị nhỉ. Không mong muốn trở thành làm cái công việc đó. Bạn bảo lúc nào bạn ấy cũng nghĩ là mình làm công nhân. Nhưng mà cái lúc mà cô Lanh hỏi đến lần thứ ba rồi thì nể cô quá, thì trả lời bừa. Là bách khoa mà trả lời xong thì cũng toát mồ hôi. Và rồi may quá lại còn được cô. Cô đâu biết mày rốt, ngày bé mày rốt nào đâu. Cô cũng đâu biết mày, các con có niềm tin giới hạn bên trong là làm công nhân đâu. Cũng không biết xuất phát điểm như nào cả, bởi vì bố mẹ đưa đến để cốt giấc mơ thì làm thôi. Thế là cô này wow, tuyệt vời, rất là ngưỡng mộ luôn á. Trời ơi, cô cũng thích trai bách khoa lắm cơ. Thì là mình cũng like luôn á. Rồi, và trong đấy bạn bảo chứ, ủa tự nhiên trong con cảm thấy có một cái gì đó nó rất là hào hứng. Hào hứng. Và rồi từ thời điểm đấy mới bắt đầu học, các anh chị. Từ thời điểm đấy bắt đầu học. Và điều gì xảy ra? Đỗ bách khoa. Bởi vì ám ảnh về cái giấc mơ đó, các anh chị ạ. Ám ảnh về cái điều đó. Và cuối cùng làm được cái thứ đó. Nên bạn phải cùng con vẽ cái giấc mơ của con. Có một học viên của cô Lanh, con thì có giấc mơ của con rồi, có cái bảng giấc mơ. Mẹ cũng có bảng giấc mơ của mẹ. Và mục đích của mẹ là mua cái căn biệt thự. Cái căn biệt thự cách đây lâu rồi, các anh chị ạ, năm 2014, 15 gì đấy. Thì một cái căn biệt thự nó cũng có cái căn khoảng tầm 5 tỷ, 6 tỷ gì đó. Và rồi người mẹ đó mới ra một cái quyết định là thuê nhà ở, thuê cái căn hộ ở Royal City. Và thuê cái căn hộ ở Royal City thì ở
Và khi ở được khoảng thuê một năm, thì ở được khoảng tầm nửa năm, thì cậu con trai mới bảo này này. Một hôm cậu mới ngồi nhìn bảng giấc mơ của hai mẹ con. Cậu bảo mẹ ơi, hình như mẹ bị hơi bị lạc đề ấy mẹ. Hơi bị lạc đề. Con thấy mẹ vẽ giấc mơ của mẹ là căn biệt thự, mà mẹ lại lên ở chung cư. Đáng nghĩa là cái số tiền đấy là mẹ phải thuê một cái căn biệt thự để mẹ ở. Thì để mẹ có cảm giác ở biệt thự thì mẹ mới mua được biệt thự. Nhưng mà mẹ lại lên thuê chung cư mẹ ở. Thì con thấy mẹ hơi bị lạc đề. Giỏi không? Các anh chị, trẻ con ấy, siêu không? Rất là siêu. Thế sau chị bảo, ồ đúng thật cô ạ. Đúng là như thế. Thế sau là em đi mua căn hộ cao cấp đây. Em ở, em có xuống ở biệt thự đâu. Thì em bảo là đấy, mình lúc mình thuê căn hộ xong mình mua căn hộ cao cấp mình ở. Nên là con giỏi không? Rất là giỏi các anh chị ạ. Trẻ con giỏi lắm. Nên cái việc thứ hai là vẽ giấc mơ với con. Cái việc thứ ba để giúp con chăm chỉ học tập là trải nghiệm cùng với con. Các anh chị ạ, cho con đi trải nghiệm. Đi đâu? Các anh chị có những người bạn tuyệt vời không? Có những công ty riêng không? Dắt con đến. Đây, nhìn cô ấy giỏi không? Cô ấy là chủ tịch của cái công ty này con này. Cô ấy là giám đốc của công ty này này. Bạn của bố này, bạn của mẹ này. Giỏi không con? Đấy. Tự nhiên trong con có cái giấc mơ. Ui, con thích cô ấy. Con mong muốn sau này con cũng được như cô ấy. Đấy. Nhưng mà cô ấy phải là người tích cực nhá. Không là dắt cô, dắt con đến cô ấy quá. Ôi trời ơi, đừng làm giống bác. Ôi trời ơi, đau đầu lắm. Ôi trời ơi, bù đầu. Ôi trời ơi. Ôi nhiều việc lắm cháu ạ. Thôi, cứ làm cái việc bình thường thôi cháu ạ. Kiểu như vậy ấy. Thì cũng đai luôn đấy. Nhưng mà hầu hết những người họ có cơ ngơi, họ có sự nghiệp của họ, thì họ không như vậy đâu. Họ tích cực lắm, các anh chị. Họ bản lĩnh lắm. Và họ thích giúp đỡ người khác lắm. Họ thích giúp đỡ người khác lắm, các anh chị ạ. Đấy. Ví dụ như bạn bè của cô Lanh mà muốn đến đây thì cô Lanh đón nhận cực khôi ngay. Đón ngay ấy chứ, đúng không? Và cô Lanh có một người bạn cũng dạy toán giống cô Lanh, rất hay luôn các anh chị ạ. Uống cà phê với cô Lanh và nói là ui Lanh ạ, bạn giỏi, bạn làm được này chứ tôi chịu. Bà giỏi thật đấy, tôi ngưỡng mộ bà đấy. Bà dám bỏ công việc nhà nước của bà ra, bà làm cái này. Bây giờ cơ ngơi của bà quá tuyệt vời, tôi ngưỡng mộ bà. Tôi không dám, nhưng mà sau này tôi xui con tôi xui con gái tôi làm. Nói chuyện rất là vui luôn. Tôi xui con gái tôi làm. Mình cũng thấy vui lắm. Mình chỉ ngồi cười thôi. Muốn con làm điều gì đó thì hãy làm đi. Muốn con mình làm được điều gì đó tốt nhất bạn làm đi. Bởi vì xui là đểu. Bạn đâu biết nó đau đớn như nào, bạn đâu biết nó rủi ro như nào. Bạn đâu biết nó phải vật lộn như nào nó mới lên được đến đỉnh đâu. Bạn không làm, bạn xui nó làm. Sau đến lúc nó trải nghiệm, nó đau đớn. Nó bảo bố không làm, bố xui con làm. Bây giờ có bị kẹt rồi đây này. Thế nhưng mình chưa bao giờ mình đi qua cái hố kẹt đấy. Đúng không? Và mình chửi nó à? Hay như thế nào? Không. Ví dụ, mình đã làm được rồi. Mình đã đi qua những cái hầm rồi. Mình đã đi qua những cái hố rồi. Mình đã đi qua những cái vực rồi. Mình đã đi qua những cái chỗ gai góc rồi. Thì khi mà con mình nó làm, thì mình nói là à con ơi, cái chỗ này là vực. Và con bị ngã xuống vực. Không sao cả đâu con ạ. Thất bại là chuyện rất bình thường. Con đầu tư cái này con mất vài tỷ, vài chục tỷ. Bình thường con ạ, làm lại thôi con ạ. Ngày xưa mẹ cũng thế, mẹ cũng đi qua cái chỗ đấy rồi. Mẹ cũng đã từng thất bại như thế rồi. Và rồi mẹ đi tiếp. Thế thôi. Đấy là việc thứ ba nhé, các anh chị nhé, trải nghiệm cùng con. Cho con đi. Đấy là một cái cơ hội học cực lớn đấy, các anh chị ạ. Cực kỳ lớn. Đừng có làm cho con quá bận rộn với công việc học ở trường và học thêm. Hại con mình đấy. Các anh chị có biết trong cuốn của Napoleon Hill, Bậc Thầy Về Thành Công, ông nói gì không?
Ông bảo này này, cha mẹ và thầy cô là bạn của quỷ, là đồng minh của quỷ, là tay sai của quỷ, là nhân viên của quỷ, cái con quỷ bên trong mình ấy. Và những cha mẹ làm nhân viên trung thành cho quỷ bằng cách nào? Giữ cho những đứa trẻ quá bận rộn với việc học của chúng. Giữ cho những đứa trẻ quá bận rộn với việc học của chúng. Và để rồi chúng không có thời gian để nói chuyện với chính mình. Chúng không có thời gian để kết nối với mình. Chúng không có thời gian để quan sát thế giới. Chúng không có thời gian để học cái trường học ngoài cuộc đời. Bởi vì chúng đã quá bận rộn với cái lịch học dày đặc của mình rồi. Nên là đừng có sắp xếp cho con một cái lịch học dày đặc. Nguy hiểm lắm cay trẻ. Nó sẽ ở trong cái guồng đấy, trong cái guồng xoáy đấy, không ổn đâu ạ. Đây đâu phải cô Lanh nói. Hôm sau các thầy cô lại giận cô Lanh. Hôm sau các bố mẹ lại giận cô Lanh. Bảo cô Lanh nói thế nào, chúng em làm sao mà là đồng minh của quỷ được? Chúng em làm sao mà là tay sai của quỷ được? Chúng em làm sao mà là cái gì ta? Là nhân viên trung thành của quỷ được? Hôm tới này nhá, bạn đến chương trình Đường đến trái tim con, tôi sẽ chỉ cho bạn điều đó. Việc thứ tư, cha mẹ không phải là người đi hộ con, làm hộ con, mà cha mẹ là người truyền cảm hứng cho con. Và để rồi con sẽ nói rằng, trong cuộc đời này con biết ơn cha, trong cuộc đời này con biết ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con và truyền cảm hứng cho con làm việc này làm việc kia. Các anh chị có biết không ạ? Để mà phát bóng được, chúng ta phải học hàng nghìn phát bóng như này. Cứ động tác như thế này. Các anh chị, để mà đánh vợt được, chúng ta cũng phải học hàng nghìn cái động tác như thế này. Nản chứ, chán chứ, mệt chứ, mỏi chứ, đúng không ạ? Và thất bại chứ, làm sao có ngay được. Nhưng khi được truyền cảm hứng thì người ta sẵn sàng làm lại và làm tốt nhất có thể. Khi được truyền cảm hứng thì sẵn sàng họ làm lại và làm tốt nhất có thể. Các anh chị, làm tốt nhất có thể. Nên là cha mẹ là người truyền cảm hứng cho con. Đấy là việc thứ tư. Việc thứ năm, cha mẹ phải là nơi để con sẵn sàng quay trở về an toàn. Cha mẹ phải là một nơi rất an toàn để con sẵn sàng quay trở về bất cứ lúc nào. Những lúc con chán trường, những lúc con cô đơn, những lúc con thất bại, thì cha mẹ phải là một nơi an toàn để con có thể trở về. Đấy là cái điều thứ năm. Thì con, các anh chị mới chăm chỉ học hành được. Còn nếu nó chán, nó chả buồn học đâu. Nếu nó cô đơn, nó cũng chẳng buồn học đâu. Các anh chị ạ, thấy không? Trong năm việc này không hề có việc học đi, không hề có việc gào thét và chê bai. Mình phải là nơi an toàn. Đừng có bắt con kiểm soát cảm xúc. Tôn trọng cảm xúc của con và giúp con tuôn chảy cảm xúc, giải phóng cảm xúc. Các anh chị, nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.